Chà sẽ làm nhiều quá, nên anh đi chia cho những người chồng, tiện đi.
Sao tiểu thư lại uống nước lạnh? Sao phải đi lấy nước ấm cho người? Không cần, không cần, nước lạnh vừa phải. Hôm nay ai đốt lò sưởi vậy? Sao nắng thế này? Nô tỳ đi hỏi.